Ok, chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Đây, vừa vào form nhé, thì không có gì. Nếu chúng ta đụng vào và chúng ta quên chưa nhập thì sẽ báo lỗi. Như thế mới đúng. Còn chúng ta nhập vào thì hết lỗi. Xin chào Việt Nam và chào mừng các bạn đã quay trở lại với tutorial Angular 15 cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Ở bài này chúng ta sẽ học về validation trong Angular project. Đầu tiên, chúng ta sẽ cùng thêm thư viện ở trong app.module.js. Thì để sử dụng validation trong Angular project, chúng ta sẽ sử dụng reactive form module từ Angular form. Reactive form module từ Angular form. Tiếp đến, chúng ta sẽ thêm validation ở trong nhập chi tiêu .component.ts. Chúng ta sẽ thêm số thư viện ở đây. Đầu tiên đó là thư viện form group. Tiếp đến là thư viện form console. Ok. Ở trong Grab nhập chi tiêu component thì chúng ta sẽ tạo ra một hàm là hàm myForm. Ok. Ngoài ra thì chúng ta sẽ tạo ra một biến có tên là requireForm. Là một form group. Đây, các bạn có thể thấy là chúng ta không khởi tạo thì hệ thống sẽ báo lỗi cho chúng ta là property require form cần phải khởi tạo. Và để việc không khởi tạo của chúng ta không bị máy báo lỗi thì chúng ta sẽ truy cập vào đây. tf-config.json này, chỗ này là quy định cái comply, các cái chỉ số để build từ TypeScript sang JavaScript cho chúng ta. Thì Angular mới ấy, thì nó sẽ validate báo lỗi cái phần chúng ta không không khởi tạo biến. Thì chúng ta sẽ làm như sau, chúng ta sẽ vào đây, chúng ta sẽ thêm đoạn strict property initialization fail. Vì nhiều ví dụ của chúng ta, nhiều cái bài giảng ở trên mạng ấy là dùng Angular phiên bản cũ thì nhiều khi người ta sẽ không khởi tạo biến ở đây. Mà chúng ta học ấy, chúng ta sẽ không theo được tại vì chúng ta cứ báo lỗi ở đây mà chúng ta không biết khởi tạo kiểu như thế nào. Ví dụ như form group ở đây thôi mà new form group như thế này thì chúng ta không đúng cú pháp không khởi tạo được. Mà không khởi tạo thì báo lỗi, build lên lại lỗi thôi. Nên là chúng ta sẽ thêm dòng này để hệ thống không báo lỗi và chúng ta có thể học những tutorial cũ. Rồi, tiếp đến. Trong hàm MyForm của chúng ta thì chúng ta sẽ gọi ra biến toàn cục read.requireForm. Ok. Chúng ta trước khi đi tiếp thì chúng ta sẽ cần phải có constructor ở đây. Constructor
Tôi sẽ thêm tham số vào. Private. Form builder. Form builder. À, chúng ta cũng cần phải đây, nó sẽ tự động import chúng ta. Ok. Và trong constructor này thì chúng ta sẽ gọi đến hàm myForm của chúng ta. Ok. Thế chính myForm của chúng ta sẽ bằng git chấm form builder chấm group ngoặc tròn ngoặc nhọn. Đây, chúng ta sẽ chuyển một property là name. Name của chúng ta sẽ là validation chấm require. Ok. Validator, xin lỗi các bạn. Chúng ta sẽ import thêm validator ở đây nữa. Ok. Ok. Chúng ta sẽ quay lại HTML. HTML của chúng ta không có biến name, chỉ có biến email. Thì chúng ta sẽ chuyển vào đây. Email validator require. Ok, build thành công. À, xin lỗi các bạn, tôi chấm phải đây. Build thành công, không có lỗi gì. Chúng ta sẽ chỉnh sửa HTML. Chúng ta sẽ chỉnh sửa như sau. Cắt cắt. Trong HTML thì chúng ta sẽ thêm code như sau. Ở trong form thì chúng ta sẽ binding form group bằng tên require form của chúng ta. Tiếp đến trong input của chúng ta sẽ phải thêm thẻ form control name bằng email. Tiếp đến thì chúng ta sẽ gọi một đoạn logic ngay dưới input. Chúng ta sẽ thêm một thẻ deep. Thẻ deep này sẽ là chúng ta sẽ viết ra như sau. Email is required. Email là bắt buộc đấy. Và để cho thần đẹp đẽ thì chúng ta sẽ thêm bootstrap class bằng alert alert danger màu đỏ. Ok, và chúng ta sẽ chỉ hiện validation này nếu như chúng ta sẽ sử dụng directive ngif. À, chúng ta sẽ thêm điều kiện như sau. Require form của chúng ta control control là email email error. Require. Ok. Đây, chúng ta sẽ cùng test. Đây, chúng ta không nhập gì là nó báo luôn lỗi này. Chúng ta sẽ điền vào thì bị hết lỗi luôn. Ok. Chúng ta đã coi như là tương đối ok rồi. Nhưng mà
vừa mới vào form thế này và ra báo lỗi như thế này thì không hợp lý lắm. Thì chúng ta sẽ thêm một đoạn logic như sau. Require form. Form của chúng ta chấm control name. Control có name là email mà đã bị đụng vào touch. Ok, chúng ta sẽ cùng kiểm tra. Đây, vừa vào form nhé thì không có gì. Nếu chúng ta đụng vào và chúng ta quên chưa nhập thì sẽ báo lỗi. Như thế mới đúng, còn chúng ta nhập vào thì hết lỗi. Như vậy là bài học của chúng ta đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo trong khóa học Angular 15 cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Tạm biệt Việt Nam. Cảm ơn các bạn đã theo dõi đến hết video. Nếu các bạn thấy video hay, hãy ấn like. Nếu ấy hữu ích, hãy chia sẻ với bạn bè. Và nhớ subscribe để theo dõi và ủng hộ kênh của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video bài học tiếp theo.